Thông tin về việc chính phủ trình Quốc hội một phương án tăng lương mới đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu Quốc hội và các cử tri. Ngay trong chiều qua thì phát biểu tại phiên thảo luận và về phân bổ ngân sách năm 2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đề nghị với Quốc hội dù trong hoàn cảnh khó khăn nào thì vẫn phải tiết kiệm chi tiêu để nâng lương cho các đối tượng chính sách, người về hưu và người có thu nhập thấp. Theo phương án mà chính phủ đề nghị, lương tối thiểu sẽ được tăng thêm 100.000 đồng một tháng, bắt đầu áp dụng từ mùng 1 tháng 7 năm sau. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, việc tăng lương tối thiểu nếu được thực hiện sẽ có tác động tích cực đối với việc giải quyết nợ xấu và khắc phục tình trạng hàng tồn kho. Để giải quyết vấn đề về hàng hóa tồn kho và vấn đề về nợ xấu, thì chính phủ cần có những giải pháp đồng bộ. Cái thứ nhất là làm sao tăng được sức mua. Tăng được sức mua của chuỗi công dân, mà muốn tăng được sức mua trong dân thì phải tăng được lương. Và chúng ta thấy có một thông điệp là chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét là có thể tăng lương là có thể không theo đúng lộ trình hoặc là tăng theo cái mức đã dự kiến mà có thể tăng thêm khoảng 100.000, thì đó là một sự cố gắng. Trong bối cảnh nguồn thu gặp khó khăn nhưng tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, chính phủ trình Quốc hội phương án tăng lương để Quốc hội xem xét khi quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 tại kỳ họp này. Để tăng lương cho khoảng 8 triệu người, ngân sách nhà nước cần chi thêm 20.700 tỷ đồng. Và để có được nguồn tiền này, nhà nước sẽ phải cắt giảm đầu tư công, tiết kiệm chi ngân sách trung ương khoảng 10% và giảm bớt chi hoàn thuế giá trị gia tăng. Đây là phương án tích cực và khả thi nhất có thể. Trước hết là chúng ta phải vì chúng ta làm sao tiết kiệm, và hai nữa tiết kiệm các cái nguồn chi, rồi như vậy là tiết kiệm một số cái công trình chưa cấp bách, thì như vậy chúng ta làm sao để giải quyết được cái việc đấy. Chứ còn theo tôi mà chúng ta cân đối được toàn bộ thì chúng ta cố gắng thực hiện theo đúng cái lộ trình là một cách tốt nhất, nhưng mà trong khi chưa được thì cố gắng như vậy là thực hiện ở các cái đối tượng như vậy, thu nhập thấp và cán bộ hưu trí và một số người có công, như Chủ tịch Quốc hội phát biểu ngày hôm qua thì chúng tôi rất đồng tình. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, dù trong hoàn cảnh nào thì Quốc hội cũng phải dành một khoản từ tiết kiệm chi để khắc phục bớt khó khăn của các đối tượng chính sách, người hưởng lương hưu và cán bộ công chức hưởng lương thấp. Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, trong bối cảnh ngân sách nhà nước năm tới gặp nhiều khó khăn, việc điều chỉnh lương có thể chưa thực hiện được. Song cần phải tiết kiệm chi để dành một số tiền cho việc nâng lương hiện đang rất ít ỏi của những người này. Bởi nếu chỉ tăng lương cho những đối tượng này thì ngân sách nhà nước sẽ không phải bỏ đến mức 20.700 tỷ đồng để tăng lương. Và số tiền này sẽ được dùng để đầu tư cho vùng sâu, vùng xa. Cái ngân sách của nhà nước chúng ta cũng khó khăn, do đó mà cũng đồng tình với chính phủ trình cái phương án như vậy và tập trung để giải quyết cho những đối tượng chính sách và những người có công và những người về hưu và đặc biệt là những các cái đối tượng mà là người cao tuổi và những cái cán bộ công chức mà có lương thấp. Tôi cho là rất là phù hợp, tức là nó phù hợp với các điều kiện thực tế. Phương án của chính phủ về việc tăng lương sẽ tiếp tục được Quốc hội thảo luận trong các phiên họp tới trước khi thông qua phương án cuối cùng.